Với số vốn đầu tư ban đầu gần 700 triệu đồng cho diện tích 600 m², anh Trần Trung Kiên, ấp Trung Hưng A, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi đã lắp đặt hệ thống thiết bị trồng rau thủy canh trong nhà kính, ươm giống theo công nghệ hiện đại, bước đầu mang lại hiệu quả sản xuất cao, tiết kiệm chi phí giống, phân bón. Bên cạnh đó, trồng rau thủy canh trong nhà kính cũng có nhiều ưu điểm như rau được che chắn, không phải tiếp xúc với đất, lại được trồng trên máng cao, hạn chế được sự lây lan của sâu bệnh. Người trồng không phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu và chất bảo quản thực vật. Toàn bộ chất dinh dưỡng được hòa tan trong nước nên có thể chủ động điều chỉnh dinh dưỡng cho cây. Các chất dinh dưỡng được cung cấp theo yêu cầu của từng loại rau, đồng thời có thể can thiệp loại bỏ các chất gây hại cho cây và không có chất tồn dư từ vụ trước. Trong điều kiện nguồn dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, rau sẽ phát triển nhanh và cho năng suất cao gấp 2 lần so với sản xuất theo phương pháp truyền thống. Anh Trần Trung Kiên cho biết, sản phẩm rau sạch bước đầu nhận được sự quan tâm của người dân trong tỉnh và anh đang cung cấp sản phẩm cho một số cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.